15 phút chưa lên nhá. Phê phê phê, cảm giác nhiều. Lựa 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 lựa. Lựa để bắt nha. Đừng có lôn nóng. Anh ấy nóng quá, cởi cái áo này anh em. Quá trời lời. Đưa vào đây chút cho. Cho nó lổi tí nữa đi. Vừa này xúc được cá lớn không? Rồi cho nó lổi thật nha, nó dài. Thật là mệt thế này. Nó lổi anh mới dám xúc ấy. Rồi tao bắt mà tao lại thả ra mà lo gì. Chưa được. Cá làm sao mà xúc được. Lại an toàn đấy. Dài lắm, không nhìn thấy đâu. Không xúc được kiểu nguy hiểm. Cho lổi thêm tí nữa. Để xác định được cái đầu của đầu. Ấy, tao mẹ rồi đéo biết. Từ đi ra đi. Trời ơi. Đó kỹ luôn à. Trời, móc cái chú chéo vậy mà nãy nhận đông. Thế biết hay gì. Báo cá anh em ơi. Hay quá. Báo sung cần có cảm giác liền. Tiếp tục báo con chép thứ hai anh em. Trời, trong vòng 5 phút làm hai em chép rồi. Đã quá. Quá trời cảm giác.
mới xuống cần đã tóm được hai em rồi. Chô, quánh chép mà quánh phao hàng khủng mà vẫn nhịp mà. Một tình yêu nung hình đẹp xinh. Thế sắp hết rồi, nó gì? Quánh đêm. Vô, trời. Nó còn phi ra nữa chứ. Hết ra. Qua đây à. Chút làm ba em cá lên liên tục anh em, đầu bờ cuối bờ, chui ra cái có cá ngay hay quá. Nhắc cá nó nhịp luôn. Cá cuốn nổ rồi. Quá đá luôn. Trời, đừng thả bỏ nhá. Hay quá. Mẹ phải không? Ủa, cái này quậy hồi sạch táo luôn á. Gì? 50 tiền. Sôi kia mà, sôi hồng kia mà, hồng nhỏ. Đang không câu được cá đấy. Cá mà còn ghĩa tao nữa hả? Mè phải không? Con nào lấy con này đi em muốn đĩa hay sao đó anh cô? Đâu phải con này của con kia cho. Bên phòng trọ nãy nó ấy mà nó cho. Kéo cho nó ngóc đầu lên. Chơi vậy? Kéo được không? Rồi về làm lẩu luôn. Ơi, chiều cá mát cá ăn anh em ơi, tranh thủ vô bắt cái này. Đó, trời mát rồi, cho nó trời nắng mà chiều trời mát đẹp trời để ăn nè. Đó. Nước em nó lên nè. Thank you.
Đó, cá trời mát, cá là tối ăn anh em ơi. Tranh thủ vô lụm anh em là chơi ngang được vô bún đêm anh em ơi. Hết đường quạt luôn phải không? Đó. Trời hôm nay trời mát mẻ nè. Nó mà ngày trời nắng tối mát cá lên luôn anh em ơi. Lụm. Trời này là câu là đúng bài luôn.